Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của em Best Mobile. Và trong video ngày hôm nay, một cái video mình sẽ lại cùng nhau tiếp tục làm clip mở bóc huyền thoại EPIC thứ hai tuần này cho các bạn xem nhá. Và không ngoài dự đoán thì chúng ta đã có sự xuất hiện của các huyền thoại. Đầu tiên đó chính là huyền thoại Diego Forlan với một cái phiên bản của tuyển quốc gia Uruguay. Thì huyền thoại này đã có một cái phiên bản của câu lạc bộ Atletico Madrid và phiên bản của câu lạc bộ Manchester United rồi. Nhưng mà cái phiên bản của MU thì là mùa 23 và Atletico Madrid thì đâu đó tầm khoảng vài tháng nay thì các bạn ơi, ngày hôm nay các bạn có thể săn lại con hàng siêu tiền đạo cực kỳ cháy của Uruguay nhá. Phiên bản lần này 31 tuổi với một cái style đó là Leon Forward, thì cái style này kiểu là khá là giống với lại một tiền đạo của Real Madrid, đó chính là con hàng Rodrigo nha các bạn ơi. Rồi hai đó chính là huyền thoại Frank Ribery của đội tuyển Pháp, 1m70, 23 tuổi cho cái phiên bản lần này. Con hàng này cũng có một cái phiên bản EPIC của câu lạc bộ Bayern Munich nha. Và mình thấy là cũng có rất là nhiều bạn săn ông này đó. Ribery 23 tuổi, style lần này là style tiền đạo chạy cánh luôn. Và huyền thoại cuối cùng của chúng ta đó chính là huyền thoại idol Fernando Torres của câu lạc bộ tuyển Tây Ban Nha. Rất là nhiều bạn lại mong đợi phiên bản của câu lạc bộ Liverpool các bạn ơi. Nhưng mà cái phiên bản đó thì Torres của chúng ta nằm ở cái mùa 23 thì đã có một cái phiên bản của câu lạc bộ Liverpool rồi. Nhưng mà cái chỉ số nó lại không cao, nó chỉ có 99 thôi. Và cái tốc độ nó cũng không có ngon nữa. Thì hy vọng trong cái phiên bản lần này của tuyển quốc gia Tây Ban Nha thì cái tốc độ của idol Torres thì chúng ta có thể nâng lên một cái tầm cao mới để đá nó ngon và nó cháy nha các bạn. 24 tuổi, 1m86, ok là. Ngoài ra thì chúng ta cũng có những cái loại thẻ highlight của đội tuyển quốc gia luôn các bạn ơi. Đầu tiên đó chính là con hàng Doku của tuyển Bỉ nha. Jeremy Doku 21 tuổi, style gì đây? Tiền đạo chạy cánh luôn. Có con hàng Zaniolo nữa, các bạn thấy nhìn ông này kiểu cái thể hình nó lực lưỡng rồi các bạn. Hồi trước là mình hay chơi ông này lắm nhưng mà do là cái tốc độ nó bị giảm ở những cái phiên bản này á, thành ra mình không có mê, nhưng mà không biết để xem là cái phiên bản tuyển Ý này nó sẽ như thế nào. Chúng ta cũng có con hàng Elanga này, có Homan của tuyển Đức, có con hàng Bausen, có Ziyech của Maroc nữa này, có Anir và con hàng bóp của đang thi đấu cho câu lạc bộ của Man City. Nói chung là tiền đạo trẻ. Rồi nó chỉ có như vậy cái bóc lần này thôi. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng 14.000 coin để săn các huyền thoại này về team nha các bạn. Trước khi chuẩn bị mở bóc thì bạn nào có nhu cầu nạp coin, muốn nạp coin hàng chính hãng, hóa đơn đầy đủ, không bao giờ bị ban, có chế độ bảo hành gọi là bảo hành tới sập game cho các bạn chơi luôn, thì có thể liên hệ với mình qua bên Facebook nha và Zalo. Mình sẽ để thông tin liên hệ bên dưới phần mô tả để các bạn có thể tiện liên lạc với mình hơn. Và bạn nào có nhu cầu muốn bán ạc các kiểu gì đó có thể liên hệ với mình qua bên Facebook luôn. Nói chung là như thế. Và như vậy, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị mở lượt quay đầu tiên thôi nào. Từ sáng tới giờ thì đã có rất là nhiều bạn săn những huyền thoại này rồi. Và do là kiểu là mình hỗ trợ các bạn làm coi á, thành ra mình lên video hơi trễ mà các bạn thông cảm nha. Rồi, hy vọng là đâu đó ngày hôm nay mục tiêu của mình sẽ là 7.000 coin thì mình có thể full luôn cái bóc lần này các bạn ơi. Kèm theo đó là những cái loại thẻ highlight, tại vì mình thấy là những cái loại thẻ highlight thì nó ngon quá ra là mình không có bỏ được các bạn. Rồi, lượt quay đầu tiên của chúng ta. Với lại là mình thấy lần này là Konami cũng đang hưởng ứng theo cái mùa của Euro các bạn ơi. Toàn là những cầu thủ của đội tuyển quốc gia thôi. Năm nay thì mình sẽ gọi là, nói chung là cái mùa giải Euro này thì mình nghĩ là mình lựa chọn đội tuyển Pháp vô địch World Cup nha các bạn. Tuyển Pháp toàn những con hàng thứ gọi là kinh khủng lắm. Rồi, lượt quay thứ hai của chúng ta nào. Lượt quay thứ hai, ai xài ơi. Không biết là cái video này thì mình có cần sử dụng cheat không các bạn. Các bạn theo các bạn ấy. À, mình quên mất. Mình quay lượt này xong mình ra mình out lại cái, để mình sử dụng cái cheat đổi vị trí nha, position. Lượt quay thứ hai là Rabiot. Rồi, Sion nào. Fernando Torres thì có rất là nhiều bạn là fan và mình cũng là như vậy thôi. Mình cũng khoái chơi idol Fernando Torres lắm. Kiểu là nhìn kiểu điển trai vào trong game thì đá chạy các kiểu nó cũng kinh khủng. Torres đá cũng hay lắm các bạn ơi. Do là kiểu cái tốc độ những cái phiên bản kia Konami làm nó kiểu nó thấp quá, ra mình cũng không có thích cái. Ông nào mặc đồ của Konami này? Saka.
Saka hình như đang đá cho câu lạc bộ của câu lạc bộ gì nhờ mà Xabi Alonso dẫn dắt, cái mình quên mẹ cái tên rồi. Rồi tiếp tục nào. Tiếp tục nào, lượt quay thứ tư nào. Ơ, trời ơi. À, chắc là phải xảy F1 lại một vài lượt cho nó nhã tí các bạn ơi. Ngày hôm nay thì cũng có bạn quay đó tầm khoảng 2k là đã dính được 2 ông. Có bạn quay 5k cũng dính được 1 ông. Có bạn quay 10k thì cũng dính được 2 ông gì đó. Nói chung là rất là nhiều những cái kết quả. Và không biết là ngày hôm nay mình sẽ quay được bao nhiêu đây. 4 lượt quay 4.000 coi à. 5.000 coi đúng rồi. Rồi F1 nào. Trời ơi. Lần đầu tiên mà mình quay F1 mà nổ huyền thoại chắc có lẽ là cái bốc của Blitzkiller Mohamed Salah các bạn. Mình quay F1 dính Salah luôn. Mình sẽ xả tôi đó tầm khoảng 3 lượt đi. Xả 3 lượt cho nó gọi là lấy một chút nhân phẩm. Rồi xả cho nó nhanh luôn nha. Skip. Bạn nào mà nhiều tiền đảo quá rồi thì có thể là không săn cái bốc này. Còn bạn nào mà yêu thích những ông này, chúng ta săn về chúng ta đá trải nghiệm các bạn. Như mình là mình thích idol Torres này thì mình quay săn về team luôn. Còn bạn nào thích Forlan, thích Ribery các kiểu săn luôn các bạn ơi. Nhưng mà gì thế? Ai quay nãy giờ gần 5.000 coi rồi chưa có cái gì xuất hiện hết. Hình như là con hàng Doku đúng không nhờ? À Azea của tuyển quốc gia nào đây? Đội tuyển quốc gia cờ này quen thế nhờ, mà mình không nhớ cái tên, mình không nhớ cái đất nước này các bạn ơi, mình quên rồi. Thôi nói chung là cũng được. Rồi tiếp tục nào. Forlan ơi, Torres. Trời ơi. Chắc là có điểm rồi, có điểm quá. Nhiều khi là nó lại giống cái video kia là mở một lượt là dính 3 cầu thủ luôn lại không chừng. Rồi chúng ta dính được con hàng của đội tuyển Maroc GX. Hôm này thấy đá cũng hay và cháy lắm các bạn, nhưng mà mình cũng không có sử dụng hôm này đâu. Chính được 2 con hàng highlight rồi sao? 87 à. Oh my god, mình sẽ xả lại một lượt F1 nào. Xả luôn. Nhanh một tí, chúng ta tìm kiếm những huyền thoại hình bóng đâu. Torres vào đây sẽ là sự xuất hiện. Oh my god. Chắc lại phải full bốc rồi các bạn ơi. Oh my god luôn. Ai đây? Doku. Trời ơi, nó không dính huyền thoại mà dính con hàng đầu tiên mới đau chứ. Con hàng này cũng lên được 100 nha các bạn, 100+ đấy. Mà Doku cũng đá rất là ngon rồi. Tuyển bị thì có Kevin Rainer với lại có Lukaku khá là cháy các bạn. Mình phải chỉnh một chút xíu các bạn ơi. Overrating player cast. Rồi trở về overrating đi nào. Doku ra rồi thì sẽ tới là Diogo Forlan và Fernando Torres cùng với lại Ribery sau một lượt. Trời ơi Konami ơi. Chết rồi. Chết rồi, xong luôn rồi. Khóc luôn rồi bạn ơi. Martinez. Toàn thế nhờ. Quay kiểu này thì thực sự là quá toàn các bạn. Trời ơi. Còn 66 lượt quay nữa. Rồi F10 thêm một lượt nữa nào. Trời ơi cái gì thế? Oh my god. Toàn rồi các bạn ơi. Rồi xong luôn rồi. Không biết cái gì nó đang xảy ra nữa. Không chừng là cái kết quả nó lại giống như cái video kia nha các bạn. Tức là cái lượt quay cuối cùng là mình F1, F10 một phát là dính được 3 huyền thoại luôn không chừng.
Rồi nào, chuẩn bị gọi tên nha các bạn ơi. Lên phím 2 cho mình đi các bạn, mình quên mất lên phím 2 cho mình đang đợi các bạn này. Nha các bạn, lên phím 2 cho mình đủ 10 người xong rồi mình sẽ mở tiếp tục x10. Lần này các bạn lên phím 2 là sẽ ra huyền thoại tin mình đi các bạn ơi. Phím 2 nào? Phím 2 chưa? Phím 2 rồi thì mình sẽ bắt đầu x10. Rồi mình thấy rất là nhiều các bạn comment x2 nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và đây sẽ là huyền thoại đầu tiên của chúng ta. Huyền thoại đầu tiên mình nói rồi mà các bạn ơi, đó là một cái sự gọi là cái sự ủng hộ của các bạn khi mà Konami đã nghe cái lòng của chúng ta rồi. Đâu rồi, huyền thoại nào xuất hiện đầu tiên đây? À, không ai khác đó chính là idol Fernando Torres với một cái mái tóc quá quen thuộc đi các bạn ơi. Một trong những sát thủ của đội tuyển Tây Ban Nha. Phiên bản lần này của chúng ta có một cái độ tuổi cực kỳ ngon và đây cũng là cái thời mà Fernando Torres sở hữu cái phong độ gọi là đỉnh cao các bạn. Rất là đẳng cấp luôn. Chúng ta đã dính một huyền thoại đầu tiên và chúng ta cũng dính luôn được thẻ highlight, đó chính là Elanga và con hàng Bosen. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hy vọng các bạn có thể lên thêm một phím cho mình nữa, đó chính là phím 3 nha. Phím 3 đi để mình mở tiếp tục thêm một lượt quay F10 nào. Nhá. Đấy, mình đang chờ đợi các bạn lên phím 3 nào, mình chưa thấy gì hết. Phím 3 nào các bạn ơi, phím 3 là sẽ nổ, tin mình nào. Lần này sẽ là huyền thoại Diego Forlan nhá, mình tin là như thế luôn. Mỗi một lượt quay mình sẽ xin các bạn lên cho mình một cái phím. Nhưng mà lần này là phím 3 của chúng ta và đây sẽ là huyền thoại. Không ai khác là Diego Forlan. Rồi, mình chắc chắn là như thế. Forlan nào. Áo màu xanh rồi các bạn ơi, của đội tuyển Uruguay. Số 10 quá ngon các bạn ơi. Diego Forlan, một trong những con hàng sát thủ xứ sở của Uruguay, luôn luôn tạo ra những tiền đạo thật sự là quá đẳng cấp sân bàn các bạn. Uruguay chúng ta có Cavani này, có Darwin Núñez. Và lần này chúng ta đã săn được huyền thoại Diego Forlan, một con hàng quá chiến. Và chúng ta cũng sẽ dính luôn ai không? Oh my god, chúng ta không dính được huyền thoại kia. Rồi, chỉ còn 3 lượt quay nữa thôi, hy vọng các bạn có thể lên cho mình một phím nữa. Đó chính là phím 4, để mình săn nốt luôn huyền thoại Ribery nha. Mình đang chờ đợi các bạn lên phím 4 cho mình nha. Rồi, mình sẽ check các kiểu nào, phím 4 nào. Lên phím 4 cho mình đi. 3 lượt quay liên tiếp là chúng ta sẽ dính luôn huyền thoại. Nhưng mà lần này cái bóc này nó quá xui rồi các bạn, thật sự là như thế luôn. Oh my god luôn chứ, Konami kiểu nó hút quá hút. Phím 4 nào các bạn ơi, phím 4. Rồi, ok là chúng ta sẽ cùng nhau mở nào. Và đây sẽ là huyền thoại Frank Ribery, Ranfrey. Oh my god, trời ơi. Xong rồi. Thật sự là quá buồn các bạn ơi. Zaniolo, không ai khác. Oh my god luôn. Cầu thủ này chúng ta thuận chân trái nha. Thật sự là quá buồn rồi. À, tích coi đợt này nó đang kiểu là nó đang bị khan hàng ấy. Và cái giá nó cũng rất là cao, nó cao hơn được trước nữa. Thành ra là quay bây giờ là nó hơi thốn, quá buồn thật sự. Quá thốn các bạn ơi. Còn 2.800 coi, 20 mấy lượt thôi mình mở luôn nha các bạn. Bây giờ là chắc là không đủ mua cái bát Messi rồi. Mình nghĩ thế quá. Và đây sẽ là huyền thoại Ribery nào. Ribery ơi. Yeah. Ok là chúng ta đã chiến thắng. Và đó là phần thưởng dành cho người chiến thắng. Oh my god luôn, Ribery. Một trong những con hàng có cái tốc độ cực kỳ nhanh, khả năng rê bóng cực kỳ tốt và khả năng dứt điểm, kèm theo đó là về cái phần lực xúc đóng phải gọi là rách lưới. Quá ngon các bạn ơi. Số áo 22 của đội tuyển Pháp. Mình đã từng chơi phiên bản của Bayern Munich rồi. Ông này nói chung là chạy bén lắm. Rồi, nói chung như vậy là cũng đạt được cái mục tiêu mình đề ra rồi nha các bạn. Nhưng mà mình lại đang rất là buồn. Các bạn có biết vì sao không? Đó là mình thiếu 100 coin để mình mua cái bát Messi cơ. Ai, thôi không sao. Như vậy là cũng ok la rồi. Cũng ok la rồi các bạn ơi, bát này. Xabi Alonso. Ủa, Xabi Alonso. Đây. À, còn tới 30 ngày lận.
Bạn nào chưa mua Xabi Alonso thì tranh thủ mua huấn luyện viên này nha các bạn ơi, để tiếc lắm đây. Xabi Alonso và Pep Guardiola, ngày hôm nay mình kiểu mình bị khen giọng quá. Team manager Xabi Alonso nào, lên luôn. Lên nóc nhà là bắt con gà. Xabi Alonso. With counter. Rồi. Oh my god, Diego Forlán. Mình thấy là cái tốc độ lần này của Fernando Torres ngon lắm nha các bạn ơi, để mình năng thử xem như thế nào đây. Tốc độ nhiều khi kinh khủng lắm ấy. Ribery, Ribery tiền vệ. Oh my god. Mình sẽ chỉnh thành 4-1-2-3 nhá. Rồi, đâu rồi. Ôi, 4-1-2-3 thì nó lại không được hai tiền đạo. Các bạn chờ mình chút xíu đi các bạn. 4-3-1-2. Kéo ra đây. Rồi, mình chỉnh tạm trước là như vậy đi. Ok. Rồi, mình sẽ năng huyền thoại Fernando Torres đầu tiên nhá. Và tới sẽ là huyền thoại Diego Forlán. Bạn nào có nhu cầu nạp coin cũng đừng quên là nhắn tin cho mình qua bên Facebook và Zalo nhá. Mình sẽ để thông tin liên hệ bên dưới phần mô tả để các bạn có thể tiện liên lạc với mình hơn. Và idol Fernando Torres. Phiên bản này chắc sẽ là 102 hoặc là 103. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ 102 thôi các bạn ơi. 97 nếu mà cộng cho 5 để mình xem đã. 97 cộng bao nhiêu đây? Cộng 4 chúng ta lên được 101 và cộng 5 chúng ta sẽ lên được 102. Và chắc chắn là cộng 5 rồi các bạn, 102 nha. Vậy là ba ông này ông nào cũng 102 hết. Rồi, 24 tuổi, style goal watcher, nhận thức tấn công cao này 93, khả năng rơi bóng tầm trung thôi. Dứt điểm 94, nhưng mà cái mình quan tâm đó chính là về cái phần tốc độ. Tốc độ. Oh my god, tốc độ kìa. Tốc độ 91 thôi. Lực sút 87, bật nhảy 81. Thăng bằng 92, stamina các bạn có thể chưa hết chặn. Nói chung là cũng ngon, nhưng mà mình nhớ là Fernando Torres của chúng ta có một cái skill đó là double thoát, đúng không nhờ? Đúng rồi, đấy. Có cấp 12 tên Scott Bull, solo control đánh đầu. Chip shot control, dứt điểm tư thế khó, dứt điểm một chạm, vậy máu ngoài và cái skill check back nữa. Nói chung là cũng được các bạn ơi. Forlán thì mình nghĩ là cái phần chỉ số về khoảng nhận thức tấn công sẽ ngon hơn Fernando Torres nha. Do hôm nay chạy chỗ khôn lắm các bạn. Lựa chọn vị trí không gian các kiểu rồi, ghê lắm. Mùa 21 thì mình thấy mọi người sử dụng Trimbinic này, sử dụng Forlán, sử dụng Torres với lại Marco Van Basten khá là nhiều ấy. Mùa này thì lại không thấy đâu nữa. À, Diego Forlán của chúng ta 103, cao hơn idol Torres nữa nha. Chỉ số chắc là ngon hơn rồi các bạn ơi, 92 bằng luôn này. Khả năng rê bóng 88, dứt điểm 98 cao quá nhờ, đá phạt 96 kìa. Hôm nay đá phạt ngon thế. Đá phạt khét nhờ. Độ xoáy 72 thôi, tốc độ 84 và bước tốc là 95, lực sút 98, ngon quá. Ngon thế nhờ. Thăng bằng 91 này, stamina các bạn có thể chơi hết chặn rồi. Long run curler, knuckle shot, dipping shot, reaching shot, long run shotting. Dứt điểm tư thế kho, dứt điểm một chạm, ui. Có chọc khe penalty. Các bạn thấy cái bộ skill toàn là những cái skill dứt điểm thôi các bạn, quá ngon. Còn hàng này nói chung cái điểm mạnh không phải là về khoảng rê bóng, mà nó là về cái khoảng chạy chỗ và về khoảng dứt điểm đóng xa nhá. Các bạn không cần phải gọi là đóng lực tím đâu. Các bạn đóng thường thôi là cái bóng, cái quỹ đạo đã căng lắm rồi. Ribery, Ribery, Ribery. Quá ngon, quá ngon, quá ngon. Con hàng này tốc độ chắc là khủng khiếp lắm. Và về khả năng rê bóng nữa. 97, ok là rồi. Auto năng cho nó nhanh các bạn ơi. Chúng ta cũng được cái chỉ số 102 thôi. Wow, ok là luôn, 97 này. 98, 93 về độ dính bóng, truyền 82, truyền dài 86, dứt điểm 81. Tốc độ như thế nào đây? Tốc độ 91 và bước tốc là 95, đi cánh quá mượt mà rồi các bạn. Lực sút 88, thăng bằng 87 và stamina các bạn cũng có thể chơi hết trận. Chắc chắn là không thể thiếu double talk fit lap rồi. Copy hand tên solo control truyền một chạm, có chọc khe, biến bóng đó xin cho các bạn tạc luôn. Vậy máu ngoài super sub tung hiệp 2 và một cái skill hiếu chiến. Con hàng Berry này nó quá ngon và nó quá chất lượng đi các bạn. Và chúng ta cũng có thêm một con hàng nữa, đó là Jesemi Doku. Ok, mình sẽ để qua đây chỉnh kiểu là chỉnh tạm thời nữa nha các bạn. Rồi, và đang thiếu thêm con hàng Zaniolo nữa, mình sẽ nâng hai con hàng đó. Doku chắc là về khoảng rê bóng kinh khủng nha, mình nghĩ thế quá. Lên chắc sẽ được khoảng 100 hoặc là 101.
Rồi 96 chúng ta cộng 4 thì sẽ lên được 100, cộng 5 thì 101 nha, nhưng mà chỉ là cộng 4 thôi. Rồi ok Doku. Rê bóng rất là cao luôn nha các bạn ơi, khả năng rê bóng kinh khủng chưa. Rê bóng 99, đội dùng bóng là 90 này. Rồi mà cái này không cần phải nói rồi, tốc độ 95 và bước tốc là 100, một con hàng xé gió. Lực sút 84, thăng bằng cực kỳ vững, stamina các bạn cũng có thể chơi hết trận. Dứt điểm để mình xem lại. Dứt điểm 76 thôi. Có double talk này, có fit lap, có xoay combo, chấp tên, có bị hành tên solo control hay chiếc toàn là những cái skill mà các bạn qua người thôi. Thì bây giờ Doku các bạn cần phải ép thêm những cái skill dứt điểm thì con hàng này sẽ ngon. Rồi mình sẽ nâng thêm một con hàng nữa nha, con hàng đó chính là con hàng Zaniolo, con hàng này mình cũng rất là thích các bạn ơi. Mình sẽ chuyển về AMF. Hy vọng là Zaniolo lần này cái phần chỉ số về cái mặt tốc độ nó sẽ ngon tí. Mấy phiên bản kia kiểu tốc độ nó sao sao ấy, là mình đá kiểu nó không ok la cho lắm. Rồi nào lên nào, lên luôn nào, lên luôn nào, lên luôn nào. 95 thôi. Khả năng rê bóng kìa các bạn ơi, chưa gì hết cái chỉ số nó đã xanh rồi. Con hàng này nói chung là rê bóng cũng ngon lắm các bạn. 97, 94, 92, chuyền 86, chuyền dài 83. Ok la luôn, tốc độ lần này nhanh nha các bạn ơi, tốc độ 93 lần này. Được suất 92 đóng căng. Có xoay cơm 3, có cướp bị hành tên, có long run cooler, long racing shot, long run shot tên, nhất điểm một chạm. Có đánh gót chiều một chạm, game sick bang và skill check back nói chung là được. Rồi mình sẽ đưa lên đây luôn, để mình xem còn con hàng nào nữa hay không, mình đăng cho các bạn luôn nha. À có GX nữa, GX có thể chỉ cánh nhờ, mình nhớ là thế đấy. Ok là đá khá là nhiều vị trí này. Rồi RMF. Ok, chắc là GS của chúng ta sẽ lên đôi đó tầm khoảng 97, 98 gì đó. Hôm này nói chung cũng được các bạn. Cái bóc lần này thì mình dường như là cũng quay gần hết loại thẻ highlight rồi, đâu có bỏ ông nào đâu, dường như là full bóc luôn rồi. Quay khá là thốn, nói chung là quay xui quá. Rồi nâng vào đây nha, 93. Vậy là lên được tầm khoảng 97. Ok là thua Zaniolo nữa. Bộ chỉ số như thế nào đây, 30 tuổi rồi. Ui, bộ chỉ số vẫn rất là đẹp các bạn ơi, đầu chính như vậy là ok rồi. Khứa lòng 91 này, tốc độ 81, bước tốc 86. Lực sút 89 thôi, nói chung cũng được nha. Có fit lap solo control, đi biên short, long run short tin, có chập khe, có chuyền bổng nữa này, có biên bông Rossin tạt xoáy vậy máu ngoài. Có chuyền không cần nhìn nữa. Rồi. À, nói chung là cũng còn thêm một vài ông cầu thủ highlight nhưng mà mình sẽ không có nâng nha. Và video ngày hôm nay có lẽ là về cái bốc huyền thoại lần này, thứ hai tuần này của chúng ta cũng sẽ khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này, và nếu mà các bạn thấy video này hay cũng đừng quên cho mình xin một like, kèm một đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều video hay hơn cho các bạn xem nhá. Và sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sắp tới trên kênh của em Best Mobile.